lần chồng chết, người ta đòi trốn không kịp, tiền đâu mà tôi đi mua cho ông chứ? Cãi hả mày? Cãi hả mày? Đã là đỡ, đủ là đủ, mày phải đi mua cho tao cho bằng được. Còn không thì tao đánh chết mẹ mày luôn á. Hả? À, mày mua không? Ông ơi, tôi xin ông. Bà mẹ mày cãi hả? Mua không? Tôi kỳ hẹn 24 tiếng đồng hồ sau ha. Nếu mà không trả được nợ tôi á, tôi nhận nước thằng chồng trước, rồi tôi xử con vợ sao? Ôi, mày dữ quá à. Mang đợi thấy rượu à, kéo đi ô, mày mua cho tao cài nữa. Mẹ đừng có sợ, có con ở đây, cha không dám quýnh mẹ đâu. Ê, không dễ đâu. Ông, nội yên giùm tôi cái coi, nước chảy xiết lắm đó. Con em đâu có phải Ngọc Hoàng đâu. Cha ơi, con với mẹ bơi không được đâu, cha ngồi yên đi. Tại tôi dạy tôi ngu, cho nên tôi mới ở lại chờ ông đó. Ai bị mày ngu? Hả? Người ta đi, cãi người ta. Mình ở đây là đi chứ lũ, bắt bao nhiêu thợ. Mẹ hại con rồi, mẹ giết con rồi Thủy ơi. À. Có chết thì cả nhà mình cũng chết, con không có sợ đâu. Đó, mày nghe con tao nó nói chưa? Nó dám chết, đó mày thấy chưa? Mày khẩu vậy, coi nè, coi nè. Coi nè, coi nè. Mày thấy chưa? Thủy ơi, hại nó đi. Con ơi, hại nó. Ai vậy? Công an kiểm tra chứng minh nhân dân. Em ơi, công an người ta kiểm tra. Kiểm tra giấy tờ đi em ơi. Công an kiểm tra giấy tờ. Chú làm gì vậy? Em ác lắm. Tại sao vậy? Đi đâu vậy? À, chú làm gì vậy? Tại sao để anh chờ lâu quá vậy? Chú. Hả? Chú làm cái gì vậy? Chú tới chú kiểm tra. Kêu bằng anh đi. Chú kiểm tra thì chú buông tôi ra, chú làm gì chú nắm giò tôi vậy? Buông ra cho em chạy hả? Chú mà làm bậy, tôi la lên luôn. Cái gì? Chú mà làm bậy hả? Làm phải trúng chứ sao làm bậy được. Má người ta, má người ta, cứu tôi với. Phòng trọ đây ế lắm, đừng có la. Có la cũng ai thèm nghe. Mày dữ hả? La hả? La hả? Bớ người ta. Bớ người ta có người định hiếp tôi. Bớ người ta có người định hiếp tôi. Buông tôi ra. Mày yên tâm đi, tao hiếp mày trước tao mới ăn mày sao? Chú ơi, con lại chú. Chú, con còn nhỏ dài lắm, chú tha cho con một lần đi chú. Con lại chú mà chú. Mày nhỏ dài? Ê, mày còn nhỏ dài tao mới khoái. Chứ mày già như vợ tao, tao chán dữ lắm rồi. Ngoan ngoãn đi, anh cho tiền về nuôi cha mẹ. Đi, ngoan ngoãn đi mà. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Má, buông người ta. Mày đứng. Mày đứng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt hả? Uống phạt hả mày? Hết sức rồi hả? Hết sức rồi hả? Hết sức rồi hả em? Cái ba, từ từ thôi, đợi chị với. Em làm gì vậy? Bé ba, bé ba. Trời, mệt quá à. Em có nghe chị kêu không? Trời ơi, chị kỳ lắm á. Ai mượn chị mua trái cây làm chi vậy? Nãy chị không thấy hả? Bà tính đánh em á. Em nghe chị nói được không? Nói vậy nó đại đi. Người ta nói một câu nhìn chín câu lành. Em cứ ào ào như vậy à. Trên đây mình đâu có quen biết ai đâu. Lỡ có chuyện gì thì sao? Chị thấy hồi nãy bà có nhìn em không? Bà còn sang tá lên, bà tính đánh em nữa. Chị thấy. Bởi vì chị mới nhắm mắt mua đại đó. Nếu không sao chị em mình yên thân về được tới đây? Trời ơi, biết rồi, biết rồi. Quá à. Ê, chị. Hả? Hồi nãy á, cha chủ với con ngồi đây chả coi tivi nè. Giờ tivi còn mở, chả đâu rồi? Bé ba ơi, tôi khi nào? Em nghi lắm à. Nhanh lên chị. Thủy ơi. Thủy. Thủy ơi. Thủy ơi, Thủy. Mở cửa ra. Thủy à, mở cửa ra cho chị đi. Thủy, mở cửa cái mày. Thủy mẹ à. Thủy. Em làm cái gì vậy? Chị tránh ra để em. Trời ơi, hả? Thôi. Trời. Hay sao mẹ? Ông làm gì bạn tôi? Hả? Không có, tôi đâu có làm gì đâu. Em có sao không vậy? Để mà tôi làm gì hả? Không làm gì mà nó mắng mẹ không hả? Không, tôi làm vậy là hỏi nó coi tôi bị. Thôi, mọi người tỉnh lại đi. Trời ơi.
Trời đất ơi, chị ba, em sợ. Chị ba. Trời ơi, cái gì mà máu em không vậy nè? Ông làm cái gì trong phòng đó hả? À, tôi bị quan mà. Ông quan cái gì? Ông sợ rồi đấy. Đau, 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 đau. Bà buông, buông cái lỗ tai tôi ra tôi mới nói được chứ. Nói lẹ coi. Có chuyện gì? Khốn nạn mà. Bà nghĩ coi á, nào giờ tôi sống với bà mấy chục năm nay, bà biết tánh chồng bà mà. Tôi là một người chồng mẫu mực, tôi là một người chồng liêm chính, tôi là một người chồng đàng hoàng. Ông là người bệnh hoạn, là người biến thái á thì có. Mày câm miệng mày, chồng tao chưa nói hết mà nhảy vô họng chồng tao hả? Nín, ông nói có cái gì? Anh bị tụi nó hại á. Nó hại ông sao? Sao nhỏ mà? Này nó dụ anh. Trời ơi, nó dụ anh, nó nói bỏ em đi về sống chung với nó. Trời ơi, mấy nhỏ này là gái làm tiền đó em. Mấy nhỏ này nó hại tạc không á. Ông kia ông đừng có ngậm máu phun người nha. Ông á hại người, ông hại bản tôi á thì có. Nè nè nè, con kia, mày ăn nói cho đàng hoàng nghe mày. Mày vừa phải thôi nghe mày hả? Tôi nói vậy. Chồng tao tao biết nghe mày. Hồi xưa tới bây giờ á, ông là người hiền nhất trong cái xóm này. Chồng tao tao biết, tháng nào vợ chồng tao cũng đi chùa. Còn con kia ông còn không hại. Mày nói hại bạn mày là sao mày? Đúng rồi. Hả? Ông là một người như vậy đó hả? Người lớn mà ăn nói vậy sao? Ông hãm hại bạn tôi mà còn nói mình tốt như vậy nữa hả? Cô đừng ngậm máu phun người nghe. Cô không tin cô hỏi bạn cô coi, coi tôi có làm gì cổ không? Ông á nha, ông đừng có hả muốn gì nói đâu nha. Ông coi chừng á, trời đánh cái rầm cái chết hết cả lũ nhà ông á. Ê, cái con quỷ nhỏ kia mày câm cái miệng lại cho tao hả? Mày rủa ai? Mày rủa ai hả mày? Mày đừng có thấy chồng tao hiền, ý là có mặt tao ở đây mà mày bận kiếm ông như vậy hả mày? Hả? Bà với chồng bà cũng đồng bán giống y chang nhau à, hai người giống y chang nhau à. Y chang là sao hả? Không có nói nhiều. Cái đám này mày ha, tụi bay A Tòng với nhau dụ dỗ chồng tao hả? Tưởng đâu trẻ trung dụ dỗ được chồng tao hả? Hả? Bà với chồng của bà không đồng hại tụi tôi thì có. Nói cái gì vậy chứ? Chồng chị là người đòi bài đã hãm hại em tôi mà chị còn Minh nữa hả? Chị có biết phải trả là gì không? Mày mình đừng có tin nó. Con nhỏ này thấy nó nhỏ tưởng nó hiền lành chứ nó nói xấu mình không á. Con này hả? Ừ, nó nói chú dễ thương, chú hiền lành mà sao chú có con vợ giống như cò ma vậy đó. Trời ơi. Ừ, nó còn nói tối chú nằm với vợ giống như là trời cương thi vậy đó. Trời nó xuống trời. Nó xuống bà đưa nó xuống anh bỏ em đi để về sống chung với tụi nó đó. Con biết miệng chưa? Cái đầu độc ác, tôi phải la lên cho mọi người biết. Mọi người vô giành mặt hai vợ chồng ông ta. Mời người ta. Nết. Mời người ta. Đắp miệng chưa? Đắp miệng bây giờ đó. Mày yêu cái miệng mày lại cho mày. Tao giả cái miệng mày bây giờ đó. Vừa ăn cướp vừa la làng hả? Chứa tụi bay ở đây á có ngày mang quả. Mày tin không? Tao kêu một tiếng tụi nó tới chặt banh xác tụi bây giờ á. Cuốn gói ra khỏi nhà tao liền. Cuốn gọn ra khỏi nhà tao liền. Trả tiền lại cho tụi tôi. Tại sao tụi tôi phải đi chứ? Tụi tôi đã đưa chị tiền nhà 5 ngày rồi. Bây giờ muốn tụi tôi đi, chị phải trả tiền lại đây. Tao không trả mày làm gì tao? Hả? Tao bây giờ nè, tao nói cho tụi bay biết trước nha. Tụi bay còn nắng ná đây á, đừng có trách tao không nể tình nha. Thấy chồng tao hiền dụ dỗ còn đổ oan cho chồng tao hả? Cái mặt tụi bay á từ đầu tao đã nghi ngờ lắm mà. Cho tụi bay 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ thôi nha. Không dọn ra khỏi nhà tao hả? Tao nắm đầu tao lôi ra xong đó nha. Nhịn. Tôi nhịn mà nãy giờ nghe chưa? Mày im miệng cho tao. Giờ. Mày làm gì tao? Tiền của tôi không đi. Mày không đi hả? Tao thích mày không đi á. Tao điện thoại một cái là giang hồ kéo tới đây chém tụi mày banh xác. Mấy đứa con nít ranh mày bày đặt làm tàn hả? Cho mày hay nha. 2 tiếng đồng hồ thôi nha. Tao mà trở lại đây á mà còn một đôi dép á tao cũng cho người chém tụi bay nữa. Hơ, còn ông nữa. Đi về. Bụp bụp cái gì nữa? Nhớ nghe chưa? 2 tiếng đồng hồ ra khỏi nhà tao liền nghe chưa? Thôi em bà này mới được. Thôi em Thủy. Nên đi em. Ai dẫn tao đi? Bây giờ mày không tin tao bỏ thiệt nè. Ê rách áo. Đấy thằng quỷ này, mày đừng bỏ tao mà. Cái thằng này buông ra rách áo. Thôi đừng có buồn nữa em. Cô chị với bé ba ở đây rồi, không sao nữa đâu. Chị ơi, em sợ quá. Hay là chị dẫn em về quê nha chị. Thôi, em đừng có sợ. Có chị với chị Liên ở đây bảo vệ em rồi. Gia già mất dịch đó hả, không dám làm gì em nữa đâu. Nhưng mà em sợ lắm, em muốn về quê. Coi như là dạng sự khởi đầu nan đi em. Chứ tụi mình mới lên đây à, giờ về quê lỡ người lớn hỏi chuyện rồi mình biết nói làm sao. Sài Gòn không có như em nghĩ. Em thà ở dưới quê hái sen còn hơn á chị. Còn mùa sen cạn sao? Không lẽ giờ đi mò cua bắt ốc? Mà cua với ốc giờ nó bị thuốc từ sâu diệt chết hết trơn rồi. Rồi tới mùa nước nổi, nhà cửa mình nó tan hoang. Rồi tiền đâu mình xây nhà mới? Rồi tiền đâu hả mình sửa chữa? Thủy, nghe chị hỏi nè, ước mơ của em là gì?
Em ước mơ em sẽ xây được một ngôi nhà cho gia đình em tránh lũ. Còn cha em thì bỏ rượu không đánh đập mẹ em nữa. Với lại em muốn có một số tiền để trả tiền nợ cho bà Lợi. Đó, cái số tiền đó không phải là từ trên trời rớt xuống, mà em muốn có thì em phải cố gắng em làm thì nó mới có được. Hiểu không? Hiểu nhưng không? Nhưng mà em vẫn muốn về quê à chị ba ơi. Thủy ơi. Thôi được rồi em... bé ba. Thủy nè, nãy giờ những gì mà chị với bé ba nói chị muốn tốt cho em thôi, nhưng mà em vẫn khăng khăng muốn bỏ về quê. Thì thôi, tụi chị không ép nữa. Ngày mai em cứ về đi nha. Nhưng mà em về một mình hả chị? Chứ còn gì nữa, trong đám tụi mình á không có ai mà từ bỏ ước mơ nhanh như em đâu. Vậy thôi, về một mình em không về đâu. Thấy chị biết á là em hay khóc nhè, nhưng mà em là đứa mạnh mẽ lắm chứ không phải là đứa yếu đuối. Em coi chị ba em nè, chị á hả, chị khỏe như là một con trâu vậy. Sức làm của chị hả bằng gấp 2, gấp 3 người ta luôn á. Chị bảo đảm với em, trên cái đất Sài Gòn này hả, thế nào chị cũng sẽ tìm được một công việc có lương cao. Khi mà chị có tiền rồi ha, chị sẽ cho em hết để em gửi về cho cha mẹ em, hiểu không? Em cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng mà nhà chị với nhà em cũng đâu có khác gì nhau đâu. Chị với chị Liên cũng nghèo như em thôi, với lại mọi người còn phải đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình nữa. Em đừng có nghĩ như vậy. Ôi em ơi, má chị hả với bà Mười hả sống đơn giản lắm đúng không chị? Ừ. Em á là người có trách nhiệm với cha mẹ em nè. Hứa hả là em sẽ xây nhà lầu, mua xe hơi, cho nên giờ á mình là bạn tốt mình phải nhảy thôi đúng không chị Liên? Đúng rồi đó em. Mà chị nói nè, chị thấy á là em cần phải mạnh mẽ lên. Ừ. Nhiều khi vì tính yếu đuối của em mà người ta mới ăn hiếp em đó. Ừ, chị thấy hả, bây giờ em phải xù lông ra như một con nhím, đứa nào lảng quảng hả là em bắn nó, hiểu không? Đúng rồi đó. Dạ, em nghe lời hai chị mà. Ủa, sao giờ bà nội tém chưa về nữa? Bé ba, bé ba, được nè bé ba. Hả? Bé ba. Cái gì vậy? Bé ba đâu? Kìa, bé ba tao đứng chỉnh kìa. Bé ba, bé ba, bé ba, bé ba. Trời ơi, mày khùng hả? Mày nghĩ sao bé ba có tiền mướn lầu này ở? Tao thấy rõ ràng mà. Thôi để tao lên chỉnh. Trời ơi, mày khùng vừa vừa thôi. Tao này hết á. Tao làm sao? Tự nhiên ở dưới được rồi, xúi dục tao lên đây làm chi không biết nữa. Ai xúi ai? Trời ơi, một hai rồi lên Sài Gòn tìm bé ba, bé ba giờ đổi từ tao xúi. Rồi bây giờ có gặp bé ba được không? Tao nói rồi á, không gặp bé ba là tao chết trên này luôn, không về quê nữa. Được rồi, bình tĩnh đi, để tao tính cho. Ê, có cách rồi. Cách gì? Bây giờ mày ngồi ở đây nha. Tao về trường của tao. Ê, thằng Quý, mày bỏ tao ở đây, tao biết đường xá đâu tao đi. Đem con bỏ chợ hả? Ờ ha, mày nói tao mới nhớ. Đáng lý ra là tao không nên bỏ con tao ngoài đường đúng không? Ừ. Vậy thì con bình tĩnh đi để bà kiếm đường bỏ binh cho. Ê, mày nói chuyện với ai à? Thì tao nói chuyện với mày là con tao. Mày hổng à? Mày hổng à? Này, mày hổng à? Tao giận nha, tao giận nha. Được, bây giờ á mày muốn làm ông nội tao tao cũng chịu nữa. Ông nội, bây giờ trước khi gặp bé ba đó, ông nội dẫn con đi ăn cơm nha. Đói quá. Tao cũng đang đói bụng nè, đi. Ê, còn cái giỏ kìa. Xíu quên rồi. Đi. Cẩn thận nha mày. Nhìn phía trước kìa. Em cứ lựa tự nhiên nha. Chị thấy dáng của em đẹp như một người mẫu. Chị thấy kiểu này hợp với em nè. Cũng được. Vậy em vô thử đi. Chị có nhiều kiểu để em chọn. Dạ.
5 5 4 Quý này, đúng là nhà quê lên thành phố mà. Bộ dạng đã quê rồi, còn cỡ nữa chứ. Ê, đứt qua đây. Ê, lại lên. Đang đứng tự nhiên mà kêu hết hồn à. Làm tao đứng đếm lại nữa rồi. Mày đếm cái gì vậy? Đếm cái nhà lầu nè. Gì đâu mà. Trời ơi mày đánh quá ha. Tự nhiên trưa nắng đứng đếm nhà lầu. Hồi nào giờ á, tao nhìn thấy nhà lầu trên truyền hình thôi. Hôm nay mới thấy ngoài đời á. Công nhận cao dữ thiệt nha. Mỗi lần lội bộ lên trển chắc gãy cặp trò luôn á. Ở trển tao có thang máy không ơi? À. Đi. Thang máy lại gì vậy? Tao mệt rồi quá. Đi. Ê Hiệp Hiệp, có đứng á, đừng đứng gần mấy nhà này nha. Sao vậy? Rồi nó sập xuống đè tao mày dịp lép luôn. Trời ơi, đi. Ê Hiệp Hiệp, tao có nhà lầu cao này nè, chiều nào tao cũng lên tao thả diều á, đã lắm. Trời, thôi đi giùm tôi đi ông ơi. Wow, trời ơi, nhìn em mặc cái đầm này đẹp, chị ngưỡng mộ quá đó nha. Thiệt không, em biết em đẹp mà. Chị còn cái nào khác nữa không? Đẹp giống cái này nè. Cái nào mà nhìn bốc bốc á. Có hai cái này nè. Cái này thường quá. Có cái nào khác bốc bốc hơn không? Có, nhưng mà hàng chị chưa có về. Còn cái đầm của em đang mặc đó, chị mua ở bên Thái á, nhưng mà chị mặc không có vừa. Chị vừa thấy em là chị nghĩ dáng em sẽ rất hợp với cái đầm này. Thiệt không chị? Đẹp lắm em. Đẹp hả? Em mặc nhìn giống người mẫu lắm. Còn cái đống này bán sao vậy chị? Cái này là hàng sale off đó em. Hàng sale off là cái gì? Sale off là hàng giảm giá đó. Là giảm giá thì nói giảm giá đi, nói tiếng lóng mà không hiểu gì hết. Đó là tiếng Anh chứ không phải là tiếng lóng. Em không biết tiếng Anh. Chị cũng biết chút chút thôi. Thời buổi bây giờ hiện đại lắm, mình mà không biết tiếng Anh á thì người ta chê là nhà quê đó. Cái này chị bán nhiều một cái? 100.000 ba cái áo thun em. Thiệt hả? Ừ. À, cho ba cái đi. Chị còn nhiều màu lắm, em lựa đi. Màu nào cũng được. Về em cho mấy đứa bạn nó mặc đó mà. Đôi giày chị đẹp quá à. Hay chị để lại cho em luôn đi. Chắc là hợp với cái đầm của em phải không? Khách hàng là thượng đế mà. Nếu em thích thì chị chiều. Dạ, cảm ơn chị. Để em thử cho. Chị thấy em mang đẹp không? Đẹp em. Chị thấy em đẹp không? Đẹp. Vừa ghê luôn á. Nhìn em giống người mẫu lắm. Đây, cao lương mỹ vị nè Thủy. Em muốn ăn gì? Thôi em không ăn đâu chị. Gì không ăn? Em phải lo cho cái bụng em trước rồi mới tính gì tính chứ. Thôi ăn cá rán mì đi nha. Thôi chị ba ăn giùm em đi. Chị Liên kêu nó ăn giùm em ơi. Em không muốn ăn cũng phải ăn. Ăn để cho có sức khỏe chứ. Mà bây giờ em không có muốn nuốt cái gì vô bụng em. Thủy à, em hứa với chị Liên sao? Là em không có khóc nữa đúng không? Chị nói thiệt á, chị nhìn em khóc á, chị đau lòng lắm á. Em không có muốn khóc đâu chị ba. Mà không hiểu sao nước mắt em cứ tự nhiên rớt nữa. À Thủy, Thủy nhớ không? Hồi lúc mà mình ở dưới quê á, dạ, cái hai chị em mình đi hái bông điên điển á, cái chị hứa với Thủy á là chị sẽ đi ra chợ, chị mua cho Thủy á kẹp. Nhớ không? Có liền nè. Chị hứa là chị thực hiện liền nha. Coi nè, chị mua quá trời kẹp luôn, đủ thứ màu đó. Nè, màu hương. Vui đẹp quá chị ba. Trời ơi, mấy nhỏ này lì quá. Ê, 2 tiếng đồng hồ nha mày. Tới giờ này còn ở đây là sao? Rồi bây giờ tao kêu người tống cổ ra hay sao? Hả? Ê bà kia, tắt cổ cũng để cho người ta xả hơi chứ. Tụi tôi nói là tụi tôi sẽ đi, nhưng mà bây giờ tụi tôi đang chờ bạn. Chờ bạn hả? Bạn mày tháng nữa mới về, mày cũng chờ tháng hay sao?
không có chờ đợi giây phút nào hết, không muốn thấy cái bản mặt tụi bay một giây phút nào hết. Đi ra khỏi nhà tao liền. Tụi tôi đến đây bốn người thì đi cũng phải bốn người, mà chờ chút xíu không được hả? Không được, không có thời gian gì cho tụi bay hết trơn á. Cái gì, làm cái gì mà không nói tụi nó một tiếng, đứng nghinh nghinh rồi vậy? Cúi xuống rồi chạy máu cam. Chạy máu cam thì ở nhà chứ đi theo tao làm gì? Tôi bảo vệ bà. Bảo vệ cái gì mà bảo vệ? Lấy hai miếng giấy nhét vô giùm cái đi. Mỗi lần gặp nhỏ này là chảy máu cam. Bực bội à. Còn tụi bay nha, tao nói rồi nha, tụi bay ra khỏi nhà tao liền nha. Ở đây là không yên với tao nha. Rồi cái thứ gì mà con gái mặt dày, dụ dỗ chồng người ta đã rồi giờ còn ly hả? Ê bà kia, ai dụ dỗ chồng bà? Chồng bà mới là cái thứ mà đi rình người ta tắm á. Rồi mày biết ai? Hai vợ chồng bà là đồ biến thái. Mày đang nói đàng hoàng nha cô kia nha. Chồng tao là hiền lành nhất nha. Sớm này chồng tao là hiền lành nhất, đừng có nhậm máu phun người, đừng có đổ oan cho chồng tao vậy nghe. Chị nói đủ chưa? Chị càng nói tôi càng thấy tội nghiệp cho chị đó. Chị kiểm tra lại chồng mình coi. Chị nhìn đi, có giống như những gì chị đang nói không? Sau này có chuyện gì chị là người lãnh đủ chứ không phải tụi tôi đâu. Tao lãnh cái gì hay cả cha tao? Mà bây giờ tao không muốn thấy tụi bay hả? Thứ con gái nhà quê gì mà mặt dày, đi dụ dỗ đàn ông người ta, rồi cái thứ đi làm tiền. Tụi tôi có lòng tự trọng không phải, chị muốn nói gì là nói nha. Trời trời, thứ cái gái đi làm tiền như tụi bay mà còn có lòng tự trọng hả? Tao giúp đồ tụi bay ra đường, tụi bay làm gì tao? Tao giúp đồ tụi bay ra đường nè. Nè chị kia, bà kia, tụi bay buông tôi ra khỏi nhà tao. Cái thứ mặt dày vậy, trời lấy quá đồ làm đường vậy. Đi ra khỏi nhà tao. Cái con này mày đi làm gái ở đâu mới về mày? Cái gì vậy? Má mày, mày có dám đánh tao gì? Hả? Cái gì? Mày hả? Mày đi đi. Hả? Đi đâu nữa? Bây giờ đi tìm nhà trọ khác ở chứ làm sao? Giờ mình ở nhà trọ nữa hả chị? Không ở nhà trọ chẳng lẽ ở ngoài đường? Tuyền, nhưng mà em sợ ở nhà trọ lắm. Em đừng có lo nha. Chứ bây giờ không biết ở đâu bây giờ, chỉ còn cách ở nhà trọ thôi. Nhưng mà em đừng có lo, nhờ vậy chị em mình sẽ tìm được chỗ đàng hoàng, không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Chị ơi, Sài Gòn có phải là thiên đường như mọi người nói không hả? Thiên đường hay không là do ở mình hết mà. Mà nói cao siêu vậy sao nó hiểu được? Đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ tụi mình á, ở dưới quê chân ướt chân ráo mới lên, thì biết thiên đường đâu đâu mà đi kiếm. Thôi đi bà, đi đâu cũng khỏe dưới quê hết trơn. Bà làm ơn bà giấu cái quê giùm tôi đi. Thì dưới quê tôi nói dưới quê chứ hả, tôi đâu nói nhà thương điên hay là hả? Thôi ở tù luôn mà chị nói. Tới giờ này mà còn cãi nhau được nữa à? Ủa, mấy con muốn phòng trọ ở đây hả? Bà muốn gì? Hả? Thôi bé ba ơi, chị lại em đó. Chị ba lúc nào cũng muốn ăn hết à? Sao không, chị không thấy mặt nó máu không hả?
cổ kỳ vậy? Dạ con xin lỗi gì, tại vì con nhỏ em của con nó nóng tính lắm. Đúng là tụi con đang ở trọ ở đây, nhưng mà bà chủ hung dữ quá đuổi tụi con ra. Bây giờ tụi con đang tìm phòng trọ khác. Bà đó bà ngang ngược vậy đó. Hồi đó tới giờ không ai ở nhà bà được lâu hết trơn đó con. Cũng may mắn cho mấy con đó nha, là mấy con á bà đuổi mấy con đi sớm á. Mấy con biết sao không, ở lâu mấy con khổ lắm đó. Ông chồng của bà đó bị bệnh biến thái đó, ổng hay đi kiếm con gái tắm ổng nhìn lắm. Trời ơi, bà cũng biết chuyện đó nữa hả? Vậy mà ở đây không ai làm gì để cho ổng hả, làm những hành vi đòi bại đó đó hả? Gieo gió gặp bão thôi con, trước sau gì gia đình ổng bà cũng chịu à. Trời ơi, mấy người ở ác á luôn sống lâu như vậy á, không biết có ai trừng trị hai vợ chồng đó không á. Thấy họ cứ sống phay phay à thì là tức chết mà. Cô đừng có nói như vậy, ở khu phố này ai cũng biết hết trơn hết đó, nhưng mà chưa có chứng cứ, chưa có làm gì được người ta hết đó. À hay là bây giờ vậy nè, ở bên cái xóm này nè, bà Sáu cũng cho mướn phòng trọ đó, mấy con qua mướn thử coi. Bà tốt bụng lắm, cả khu phố này ai cũng quý bà hết đó. Vậy hả? Dì dạ, đi đưa con qua bển gặp dì Sáu thử. Con cảm ơn dì. Thôi mấy con đi nha. Dạ. Dì đi nha. Đi thôi em. Chị có tin tưởng nổi không mà đi. Thì mình cứ qua gặp dì Sáu thử còn sao. Với lại chị thấy dì này mặt mày cũng phúc hậu nhân từ, chắc không sao đâu. Chị á, chị hay quá đi, dễ tin người đây. Thì cứ qua gặp dì Sáu trước đã đi rồi tính. Đi. Đi. Vậy? Tao nói rồi nha, không tìm gặp cái ba của tao hả, tao chết ở đây luôn á, không có về quê đâu á. Mày lè bèm quá. Lè bèm gì? Nó không phải sao? Cái gì đâu mà đi hoài không gặp cái ba gì hết trơn. Không gặp là tao chết ở trên này luôn á. Tao để tiếng má tao lại cho mày luôn á. Mày im được chưa? Khi nào gặp được cái ba để tao im. Tao nói rồi đó, tiếng má tao có mình tao là con trai rồi đó. Tao mà không tìm được cái ba là tao chết đây luôn á. Rồi, tới rồi. Tới rồi hả? Trời ơi, bé ba của tao sang trọng, sao ở chỗ bèo vậy? Mày khùng hả? Bé ba tiền đâu mướn nhà lầu ở. Sao mày biết chắc bé ba ở đây? Tao không có biết, mà đời ba cho địa chỉ mơ hồ lắm. Mà nè, chỗ bạn bè tao khuyên mày thiệt lòng nha. Mày á, vừa già háp mà vừa xấu nữa. Bé ba nó không có thương mày đâu. Còn mày sao? Mày vừa đẹp trai nè, con nhà khá giả là có ăn học nữa. Vậy mà bị gái chê mới ghê chứ. Gái nào chê tao? Là sao vậy? Thôi. Ê được. Cái gì? Mày nói tao nghe đi. Thôi không có nói đâu. Chuyện gì vậy? Thôi. Tao đang nỉ mày mà đứt. Thôi tao già háp mà, tao nói gì tao quên mất rồi. Dạ ông nội, làm ơn nói con nghe đi. Chỗ bạn bè tao mới nói đó nha. Hôm bữa tao nghe con Tiền Tém nó nói với bé ba. Nó nói á là nó không có thương mày đâu, nó chỉ đùa giỡn cái tình yêu của mày thôi. Tao không tin đâu. Ừ, chính tay tao nghe thấy. Mà không tin hả? Mà sao bây giờ mày mới nói tao nghe vậy? Tao sợ nói ra mày buồn. Không. Tao. Ê, tao cấm mày nói xấu tuyệt của tao nha. Xấu cái gì? Trời ơi, con Tiền Tép á, nó mộng cao lắm, mày dễ không có tới đâu. Thì cứ coi như bây giờ là cổ chưa thương tao đi. Nhưng mà tao tin trước sau gì cũng thương thôi. Trời, chứ sao cũng thương. Bây giờ không thương gì nào mới thương. Tao nói rồi á, con Tiền á là nó ở trên lầu á. Nó ở trên lầu mà nó ở trên sân thượng á, chứ không phải ở dưới đất đâu. Còn mày á, mày ở dưới đất á, mày là đường cùng rồi. Mày. Hiếp, chờ tao với. Hiếp, cái thằng quỷ này, nói tới là nó giận à. Hiếp, trời ơi, đường cùng rồi, nó đi đâu? Ở đâu? Tới rồi kìa. Bé ba hả? Bé ba đâu? Ê, bé ba đâu? Nhỏ nhỏ thôi. Dì ơi, dì ơi dì. Ê, dì. Bà lắng tay á, cầm tao đi. Mày làm để gì? Kiếm cục đá nhỏ nhỏ chọi đầu bả coi. Ê, điên hả? Chứ sao? Dì ơi, dì. Dì ơi, dì. Dì ơi. Cái mà vậy? Kêu ai vậy? Dạ kêu dì. Dì bà nội mày chứ gì? Mày nghĩ sao mà kêu tao dì vậy? Hả? Ở đây không có ai là dì hết á. Dạ dạ, em xin lỗi. Chị ơi, chị. Chị cho em hỏi thăm à, chị Tư Ú có nhà không chị? Kiếm chị Tư Ú hả? Dạ. Chị là Tư Ú nè. Trời ơi, Tư Ú gì đâu ôm nhôm nhách vậy? Tư Ú là phải mập lù. Bậy. Cái tên chị vậy thôi.
chứ đâu phải chị bập luôn ha. Cái tên tương ú vậy thôi chứ dáng chị đẹp lắm. Mignon xinh đẹp lắm. À nè, cái phòng trọ phải không? Trời ơi, chị nói cho em nghe, nguyên cái xóm này á, em tìm đúng ngay chỗ chị rồi đó. Tao nói không có cái chỗ nào có phòng trọ mà đẹp bằng cái phòng của chị hết trơn á. Đầy đủ, đứng đây chị nói cho nghe nè, đầy đủ tiện nghi, giống như một khách sạn 5 sao thu nhỏ vậy đó. Ta nói điện nước cũng lấy giá bình dân, không bao giờ chị kê ra mà để mà ăn lời hết đó. Hai em đến đây là đúng quá rồi, còn gì nữa đúng không? Dạ không, khỏi sợ, em không có khỏi sợ. Chị, tụi em không có thuê phòng. À, tụi em đi tìm người quen. Dạ, dạ. Không thuê phòng? Dạ, tìm người quen. Nghĩ sao quen? Ở đây có ai quen với mấy người hả? Dòm lại mấy người coi. Trời đất ơi, mặt mày lạ quơ lạ quắc, lơ ngơ láo ngáo mà đi tìm người quen là sao? Không có ai quen với mấy người á, đi chỗ khác hỏi đi. Dạ, khoan, chị ơi, chị cho em hỏi, có 4 cô gái ở dưới quê lên thuê phòng không chị? 4 cô gái xinh đẹp. Dạ. 4 cô gái xinh đẹp. Dạ dạ. Tao đuổi đi hết rồi. Trời đất ơi, tao tưởng đâu đi kiếm ai, đi kiếm 4 con quỷ cái đó hả? Đồ cái thứ trời đánh đó hả? Đồ quỷ cái. Đây nè, bà nói ai trời đánh hả? Tao nói 4 con quỷ cái đó đó. Nè nè nè, mày kêu tao quỷ cái là sao? Hả? Thì quỷ cái tao kêu quỷ cái chứ sao? Mày làm gì mà chửi tao? Mày làm gì mà làm dữ với tao hả? Mày ăn thịt tao hả? Bà nói bạn tôi là quỷ cái, tôi làm dữ với bà luôn á. Chứ còn gì nữa? Bà mới quỷ á. Nè, tao nói cho mày biết nha. Ha, cái đám đó ha, đừng có nhìn mặt mà lầm. À, tụi bay là bạn bè chứ gì? Chung nhóm, chung băng chứ gì? Tụi nó kêu tới đây quậy tao chứ gì? Tao nói cho mày biết nha, tao không có bỏ qua chuyện này. Trời đất ơi, thấy mặt mày nó hiền lành. 4 con vô đây thấy cũng hiền lành nhỏ nhẹ lắm. Tưởng sao vô ở chưa được bao nhiêu lâu hết á. Dụ dỗ chồng tao là sao? Hả? Cái thứ đồ trời đánh, tao nói cho tụi bay nghe nha, cái thứ đó ha, trời mà không đánh chúng cũng đâm. Trời ai đâm hả? Tôi nói cho bà biết nha, chồng bà dụ dỗ người ta đó, bà muốn vậy bây giờ bà muốn gì hả? Sao mày biết chồng tao dụ dỗ? Chồng tao đàng hoàng nha mày. Nha mày, tôi ăn thua đủ với bà luôn á. Ăn thua đủ không? Mày ngon. Dạ bạn em nó nóng tính quá, nó lỡ nói em xin lỗi chị. Làm gì xin lỗi bà? Thôi đi. Giờ sao bà đứng thấy tôi hai lúa, bà muốn nói gì nói nghe chưa? Lúa mày đặt khoe hả mày? Dạ dạ chị ơi, em xin lỗi nha chị. Dạ chị ơi, nhưng mà chị có biết là nghe nè, tôi nói cho cậu nghe nha. Tôi thấy cậu đẹp trai, hiền lành ha. Tôi thấy tội nghiệp nên mới nói cho cậu nghe. Dạ. Trời ơi, bỏ đi cưng. Chị nói thiệt với em á, bỏ đi. Đừng có mà ba cái tình cảm bồng bột trai gái đó. Bỏ, bỏ hết đi. Thấy cái mặt nó như vậy, nhưng mà cậu không có đánh giá được qua cái mặt đâu. Tôi nói tụi nó quỷ lắm ha. Mà bây giờ á, đẹp trai cao ráo như cậu á, thiếu gì gái. Đàn bà con gái xinh đẹp cỡ cỡ như chị á, thiếu gì ha. Dạ. Chị sẽ làm mai cho em. Đừng có đi kiếm mấy con quỷ đó. Chị nói nhỏ cho em nghe, dòng cái thứ đó là cái thứ môi tiền đàn ông. Chị ơi, chị đuổi đừng đi đó. Hết rồi, đuổi ra ngoài đường rồi. Nhưng mà chị có biết là 4 cô đi đâu không chị? Tao đâu có dư hơi đâu mà hỏi đi đâu. Nó muốn đi đâu thì đi chứ. Dòng cái thứ trôi xong lạc chợ muốn đi đâu thì đi. Mà tao nói thiệt nha, ra khỏi cái nhà này á, tao ăn ở hiền lành như vậy, tao đàng hoàng như vậy mà không ở được với tao. Dòng cái thứ mấy đứa đó chỉ ra đường đứng đường, đi làm gái làm biếng. Chị vừa phải thôi nghe. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mà bắt miệng à? Chị nói 4 cô đi làm gái kìa. Tao nói làm mày gái. Làm gì mày hả? Mà làm gái á. Ê, mày nghĩ sao mày nói tao làm gái mày? Mày nói, mày làm gái đó, mày làm gì tôi? Hả? Mày mày tới nhà tao mày nói tao làm gái hả mày? Trời mất dạy. Mày làm gì vậy Đức? Mày ngon hả? Giờ mày uống gì? Máu nhà luôn á. Mày ngon hả? Mày xăng quần lên mày tưởng tao sợ mày hả? Tao lấy dao ra tao đâm mày banh xác luôn nè. Kêu cô lấy ra cho tôi. Mày sao hả? Mày tới đây quậy tao hả? Đức, chạy tao đi. Đức. Má, đồ cô hồn. Đồ cô hồn cắt đảng à. Tao đi lấy giấy đó phong lòng cho trái mày bậy hết nè. Rồi bắt dịch. Là ai đây dễ kiếm chuyện với tao lắm hả? Dạ, con chào gì? Mấy con muốn kiếm ai? Cho con hỏi, mình còn phòng cho thuê không gì? À... Con nghe mọi người giới thiệu á, dì là người sống có tình nghĩa lắm, nên là tụi con mới đến đây xin thuê phòng của dì ở. Dì yên tâm đi, 4 đứa tụi con quê ở Đồng Tháp lên đây kiếm việc làm, tụi con đàng hoàng lắm. Con nói chuyện khôn khéo quá đó. Dạ. Nhà dì còn phòng cho thuê không? Dì sống chung với đứa cháu mà đi làm suốt ngày không có về nhà, rồi cái ở mình buồn quá đi, dì mới ngăn ra một phòng cho mướn. Dạ. Cách đây mấy tháng có người tới hỏi mướn phòng đó, dì thấy tội nghiệp không có lấy tiền cọc, ở cho mày 3 tháng không đóng tiền nhà đó, nhưng mà dì nhắc mấy lần rồi làm lơ luôn à, rồi cứ hẹn lần hẹn lựa mà con coi coi vậy đó. Mà nỡ lòng nào nó lấy cái xe của thằng cháu gì, rồi nó bỏ đi mất tiêu luôn hả? Trời,
Có chuyện đó nữa hả gì? Ừ. Trời ơi, hèn chi, nãy giờ dì cứ nhìn tụi con hoài à. Dì tưởng tụi con là dân ăn trộm á, đúng không? Trời ơi, bởi vậy nói thiệt luôn á. Hả, thời buổi giờ không tin ai được á. Nhưng mà dì đừng lo, tụi con hả, bốn đứa tụi con á, là người tốt hết á gì. Ở dưới Đồng Tháp ai cũng biết hết trơn á. Dạ, xã hội bây giờ nhiều thành phần lắm, thật giả lẫn lộn, nên dì Sáu không tin tụi con cũng phải. Nhưng thật tình tụi con đang khó khăn vì chỗ ở lắm, nhưng mà dì Sáu ráng giúp tụi con nha. Đúng rồi gì, dì biết không, tụi con á đi muốn phòng ở nhà bà Tư Ú á gì. Nhỏ này nè, nó bị chồng của bà Sàm sợ á gì, rồi hả ăn cắp tiền của tụi con hết luôn, đuổi tụi con ra khỏi nhà nữa gì. Dì thấy được không? Thấy ghê lắm gì. Bây giờ con nghĩ lại, thằng chả Sàm sợ con còn sợ lắm gì. Dạ, bởi vậy ta mới kêu là xã hội. Cho dì xin lỗi nha. Dạ. Dì đã nghi ngờ tụi con, bây giờ biết hết câu chuyện như vậy đó, dì thấy tội tụi con quá à. Thôi tụi con vô nhà đi. Dạ. Vậy là dì cho tụi con mướn hay gì? Vô nhà đi. Dạ, cảm ơn dì. Chị, bây giờ vô không có con. Tiền làm sao trả tiền nhà đây? Rồi, nhà dì Sáu đẹp dễ sợ luôn á. Phòng tụi con ở trong này nè. Phòng này hả? Cho mình gặp được dì Sáu là yên tâm rồi. Em không cần phải sợ nữa đâu nha em. Dạ. Tuyền. Rồi. Trời ơi, cái phòng đẹp quá dì Sáu ha. Trời ơi, công nhận đẹp, sạch sẽ, đẹp hết quá à. Nhà đẹp quá chị. Ngồi được không? Ngồi đi. Trời. Trời em à. Phòng này là của tụi con á nghe. Trời ơi, em dễ sợ luôn á. Ừ, còn nó kìa. Dạ, phòng đẹp lắm gì. Dạ con cảm ơn gì. Dì Sáu ơi, dì Sáu cho con hỏi cái chỗ tắm nằm ở đâu vậy dì Sáu? À, con đi thẳng đằng sau rồi cái quẹo qua tay trái. Dạ. Bên đó em. Tiên, phòng đẹp quá. Sáu chưa hết nào nhà tắm nhỏ rồi. Này. Bà này. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nước chị ơi. Chị ơi, nước quá trời nè chị ơi. Nước. Trời ơi Thủy. Trời ơi, có sao không? Em có sao không? Trời ơi, ướt nhẹm như con tụt lọt mà. Mày muốn em làm cái gì á thì cứ hỏi, đừng có ngại. Dạ, em cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Trời, người ta mới cho muốn nhà mà mày la âm sùm à. Đúng là dân nhà quê mà, làm mất mặt quá đi. Có tắm thôi mà không biết tắm nữa, quê hết sức luôn à. Thôi kệ nó đi Sáu, đi ra đây Sáu. Mình ra đi em. Đi ra đây đi Sáu. Kệ nó đi. Bức tranh này đẹp quá gì Sáu. Sao gì Sáu không chuyển bức tranh này đi qua bàn thờ này để nè, rồi cái bàn thờ chuyển qua đây, đúng không? Đi ba. Dạ. Em dẫn Thủy vô trong thay đồ đi, không thôi bệnh đó. Dạ. Đi. Đi em. Nhớ lấy khăn lau nha. Tại nhỏ em con nó mới lên thành phố, nó không biết. Trời ơi, không có gì đâu con. Với lại con gửi tiền cọc cho dì Sáu luôn. Thôi được rồi, dì Sáu tin tụi con là người đàng hoàng. Dạ. Cứ mỗi tháng á, tụi bay gửi tiền nhà cho tao cũng được, biết không? Dạ. Ừ. Nhưng mà bao nhiêu vậy Sáu? Trời đất ơi, biết bao nhiêu đây. Mà thôi giờ vậy nè, tụi bay muốn trả cho Sáu nhiêu cũng được hết á. Có mấy đứa ở đây chung á là tao vui rồi. Thôi như vậy thì tội cho dì Sáu là bao nhiêu. Tuyên. Vậy thôi vậy ha. Bây giờ Sáu tính vậy nè cho tiện nè. Tụi con ở dưới quê mới lên, còn chân ướt chân ráo, thì hùng lại mỗi tháng đưa cho 6 triệu tiền điện tiền nước ha. Dạ. Rồi chừng nào có công ăn việc làm rồi đó thì lúc đó tính sao, được không? Dạ. Thôi vậy cũng được. Đi vậy đi ha. Dạ. Nè, vô coi con nhỏ trỏng nghe không. Dạ. Để nó trúng nước là chết á. Dạ. Vô coi lấy dầu sức cho nó nghe không. Dạ. Cảm ơn dì Sáu. Được rồi.
Bà nói vậy mà nghe được hả? Dì Sáu thương hoàn cảnh tụi mình nên mới cho tụi mình ở thuê. Chứ nếu mà dì Sáu cần tiền á thì đã treo bảng cho thuê ở ngoài cửa rồi. Cái bài học mà tin vào con người của tiền á, bộ Liên chưa thấy hả? Liên biết, nhưng mà trong cuộc sống á, mỗi người có mỗi suy nghĩ và hành động khác nhau. Mình không thể coi người này cũng giống như người khác được. Cuộc sống này á, cái tốt và cái xấu nó luôn xen kẽ, vậy nên mình phải biết tách nó ra. Phải sống và suy nghĩ tích cực thì tương lai mới tươi sáng được chứ. Cái triết lý của Liên á, Tuyền nghe mà Tuyền chưa bao giờ thấy hết á. Cũng như Liên đã nói, mỗi người có mỗi cách suy nghĩ với hành động khác nhau. Hai chúng ta là hai tấm gương điển hình. Hai chúng ta hoàn toàn khác nhau, nhưng mà chúng ta chơi với nhau rất là thân. Liên thấy có đúng không? Tóm lại á, thì Liên chỉ tin dì Sáu là người tốt. Thôi Tuyền mệt lắm rồi, nguyên một ngày để ngoài đường rồi, tụi đi tắm đây. Ê trời, mày làm vậy? Cùng quá. Thôi nghe, giỡn xíu thôi mà. Nói nghe nè, mày có chắc là muốn được cái phòng ở đây nè là sẽ gặp được đúng cô gái không? Tao nghĩ trước sau gì cũng tìm được thôi. Mày nhớ không, bà đời bà đâu có nhớ địa chỉ con của bà đâu, mà bà cũng tìm ra đó. Mày nha, nhìn cái mặt mày là thấy không có hên rồi đó. Lúc nào cũng nghe u sầu ủ rũ hết. Tao đang lo đây nè, không biết bốn cổ có gặp chuyện gì không. Tao cũng đang lo cho bé ba của tao nè. Mày lo cái gì? Bé ba của mày không ăn hiếp người ta thì thôi, mày lo. Ê, thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha. Bé ba của tao á, ở ngoài mặt rất là hung dữ, nhưng mà trong ruột á là hiền queo à. Tao nghe nói á, ở Sài Gòn này nè, là người ta hay bị bỏ bùa lắm. Không biết lúc đi á, bé ba có lần cứu tỏi trong người không nữa. Mày khùng quá, ngủ đi. Hiệp, cái gì nữa? Sao tìm gặp được em ba của tao không? Sao biết được? Thôi ngủ đi. Tào lao. Ê, Hiệp. Trời ơi, bây giờ mày có ngủ không? Không, tao có cách tìm ra mọi người rồi. Hả? Cách gì? Hay là mình đưa hình cho công an, nhờ công an tìm giùm. Hồi nhỏ đó, tao với mày với bốn cô gái chụp hình chung với nhau đó. Chụp hồi nào? Hình như là lớp mẫu giáo á. Trời ơi, mày định nhờ công an tìm bốn đứa con nít hả? Được không? Mày khùng quá. Ngủ đi. Tao ngủ thiệt á nghe. Hiệp. Trời ơi, cái gì vậy? Tao có cách rồi, tao có cách tìm được bốn cô gái rồi. Cách gì? Ngủ đi. Mày á, khùng. Được khùng. Em nặng nha. Dạ, đem. Dạ, chị đưa đem. Thôi cái này cất trong tủ cho gọn luôn đi em. Dạ. Nặng đó. Cái đó bự quá sao nhét được. Nhét vô được không? Không được để đó, lát chị nhét vô cho. Được rồi chị ơi. Nè. Cái gì vậy? Coi đi. Gì vậy? Ê, gì vậy chị? Làm ơn mấy bà thay hết mấy cái áo bà ba giùm tôi một cái đi. Lên tới đây rồi phải thay đổi tư duy. Nhìn thấy mấy bà nhà quê mà tôi chán luôn á. Màu xanh là của Liên ha, vàng là của Thủy đi, màu tím hoa sim là của em. Rồi bây giờ đi vô nhà tắm, tắm cho sạch sẽ, chà sạch chân nè, tay nè, chà cho sạch sẽ vô để không còn nghe mùi phèn với quê mình nữa, để cho người ta không nhận ra mình là gái nhà quê, nghe chưa? Đi đi. Dạ. Ê tao đi trước, tao đi trước. Liên à, chúng ta phải thích nghi với cuộc sống ở trên này. Ngày hôm qua
không giống như ngày hôm nay. Và ngày mai á, chắc chắn phải khác hơn ngày hôm nay rồi Liên à. Thì Tuyền cũng biết nói rồi đó, chỉ là thích nghi thôi mà. Tại sao phải thay đổi bản chất con người? Tuyền nên nhớ, vẻ đẹp bên ngoài không thể nào so sánh với vẻ đẹp tâm hồn được. Liên thấy mình có sao cứ để vậy là tốt nhất. Liên thánh thiện quá. Chắc là Liên với Tuyền á không thể đi chung một con đường được rồi. Liên đang nghĩ gì vậy? Liên đang nghĩ sự thành công trong cuộc sống đó là sự nỗ lực của bản thân vượt qua thử thách, chứ không phải để đánh mất con người mình mà đạt được thành công. Ý Liên nói cuộc đời này không trải qua hồng đúng không? Cuộc đời toàn là gai góc, hầm hố và vực sâu đúng không? Chỉ có những đứa ngu ngốc mới chọn con đường đó thôi. Tuyền đã nói với Liên rồi, cuộc đời mình là do mình tự chọn. Tuyền sẽ đi một con đường trải đầy hoa hồng. Dì Tuyền nó nghe nè, sạch chưa? Kỳ quá trời luôn á, muốn tróc da luôn á. Nè em á hả, chà kỹ từng ngón tay từng ngón chân luôn á, hết phèn luôn. Vậy là giờ em trở thành con gái Sài Gòn rồi phải không chị? Đúng chị. Ê, ủa chị Tuyền đi chà phèn hả? Không, đi ngắm trăng ngắm sao. Mình coi tivi đi. Chị ba, giờ chị ba muốn coi cải lương gì? Thủy, mày á, mày kiếm cái đài nào mà nó có chiếu tuần cải lương của Minh Dương với Lệ Thủy á. Tao mê giọng Lệ Thủy lắm. À, để em kiếm coi. Không có con ở nhà, mười bộ có được ngon chứ không người. Chị, vậy tivi Sài Gòn kỳ quá, toàn là mấy cái phim á hả, tiếng Tây tiếng Tàu không mà không có cải lương. À, ba cái phim thì xí xô xí xào không hiểu hết trơn, vậy mà chiếu truyền hình nữa. Còn anh Hiệp, chắc anh đang rất nhớ Tuyền phải không? Trời ơi, em coi chừng bệnh rồi đó. Trời ơi, không biết ai nhắc mà xì miết à. Chị ba, em biết ai nhắc nè. Ai? Thì còn ai vô đây nữa, anh Đực chứ ai. Ê, tao cấm mày nhắc tới cái tên Đực đó nha. Mày biết á, tại vì cái con cha Đực đó mà tao phải bỏ xứ tao đi á. Thôi chị Liên ha, trời ơi, em ghét ông đó lắm chứ bộ. Hay quá ha, người ta thương cô mà cô nói người ta như vậy đó. Chị á, là chị thấy á, anh Đực á, ảnh rất là được, nên là em đừng có nói như vậy, lỡ anh nghe ảnh buồn biết chưa. Buồn kệ ông chứ, mắc mới em. Thôi mệt quá đi. Để ngủ đi, ồn ào quá. Ngủ đi. Em, chị Liên, cái bà này hả, càng ngày càng khó chịu á. Đã vậy tính tình hả, như bà già vậy, còn thêm cái tật hống hách. Bà mà không tặng đồ em hả, để bực bà liền. Hay biết. Thôi ngủ nha. Đã. Cái gì vậy trời, bực mình quá. Hồi nãy giờ á, không phải ngủ nó phá không à. Không phải em à, nè, tại chị ba đó. Dạ không phải em. Dạ đó tại gì? Tới tới rồi kìa. Trời gì vậy? Trời ơi, ngớ quá đi. Trời ơi, thiệt tình á, bực mình à.
Vì làm như vậy là chết con rồi. Cô xin lỗi con nha, tại vì cô sơ ý quá. Hay là để cô mua trái cây khác đền cho con nha. Bà con mà biết con làm đổ mâm trái cây, bà con la con chết luôn á. Cái này á là bà con trồng ở trong vườn, chính tay bà con hái, biểu con đem lên dâng lễ Phật mà. Vì làm vậy chết con rồi. Vậy bây giờ cô phải làm sao? Hồi nãy cô nói là cô đền trái cây cho con phải không? À, để cô đi mua. Khoan đó cô. Hồi nãy cô vô đây á, không có ai bán xoài hết đó. Hay là bây giờ cô đưa tiền cho con đi, con đi mua cũng được mà, khỏi làm phiền cô. Ừ, thôi được rồi, để cô đưa tiền cho con. Dạ. Nè, con cầm đi. Dạ thôi cô, con tự làm được rồi. Thôi cô đi về đi. Thôi cô đi về đi ha, để con tự làm được rồi. Ui ui, mua được 5 cây xoài luôn á. Bé Tèo. Dạ. Đưa đây cho bà. Tèo. Dạ. Đức, mày làm gì vậy? Họa sĩ hả? Ê, hả? Mày vẽ gì vậy? Bé Ba xinh đẹp, Tuyền Tám hung dữ, con thầy ước nhẹp, Hương Liên hiền diệu. Hay quá ha, ai nói mày là bé Ba đẹp nhất hả? Còn gì nữa, trong bốn đứa con gái này, bé Ba của tao là đẹp nhất. Mày á, có vẽ thì vẽ cho đúng nha, thiên vị quá. Trời ơi, Tuyền Tém của tao là một cô gái dịu hiền với gương mặt trái xoan thanh tú, tóc tém dễ thương vậy. Mày vẽ cái này là xù ổ quạ rồi, còn cái mặt vuông như mặt bàn vậy đó. Đúng rồi, cái mặt của con Tuyền Tém á là hung dữ, ác ôn nhất trong cái đám này. Tao á, vẽ gì còn thiếu á, đợi tao chút. Tao vẽ thêm mấy quả trứng nữa. Trứng quạ. Vô duyên, mày muốn tìm được người á là mình phải vẽ trung thực, đúng chi tiết. Trung thực không? Đúng chi tiết hả? Còn chỗ thiếu gì ta? À, có rồi. Con heo. Bé Ba, vậy tới con heo là bé Ba nhớ là có tao tặng cho bé Ba con heo à. Mày làm ơn, mày mày bổ con heo giùm tao nha. Ủa sao vậy? Mày vẽ không khéo người ta tưởng mày đi tìm súc vật á. Thấy không? Chết chà, không hay có được. Hay quá. Để tao vẽ lại. Cái gì nữa? Tao vẽ cặp cánh. À, bé Ba là phải có cặp cánh. Ê, bé Ba là người cho bộ dịch sao vẽ cánh? Không, tại vì bé Ba của tao là đẹp như thiên thần vậy đó. Trời. Mà thiên thần á là phải có cặp cánh. Mày nặng lắm rồi đó nha. Còn con Tiền Tém của mày, để tao coi vẽ thêm gì nữa ta. Thêm hai cái răng nanh nè. Gì vậy? Đó, thấy không? Có hai răng nanh. Mày, nanh. Mày công tình nó dễ hơn sáng giờ á. Dễ gì? Tuyền Tém của người ta đẹp đi dễ răng nanh vô. Vẽ lại từ đầu. Mày á, công tình tao vẽ, giờ vẽ lại nữa. Cổ ghê. Nhanh lên.
anh Vũ tặng quà cho mình. Vô lý, chưa bao giờ anh mua cho mình một thứ gì cả. À, hay là của ai đó tặng cho ảnh. Của ai thì mặc kệ, mình là vợ mà, mình có quyền kiểm tra chứ. Màu xanh là niềm tin và hy vọng, con hy vọng ba mẹ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Con thật sự hy vọng ba mẹ mãi mãi hạnh phúc bên nhau sao? Trời, gì vậy? Sao? Thấy tao dễ giống quá hết hồn phải không? Giống là cái mặt mày giống á. Còn bốn cái hình này nè, lão quắc à. Mày nói sao chứ tao thấy giống mà. Mày có kỹ ra đi, tao thấy giống lắm á. Rồi, giống. Bây giờ mày tính sao với tấm hình này đây? Tao định á, vẽ thành nhiều tấm, rồi dán khắp nơi. Thế nào cũng có người đi đường nhận ra được ba con nhỏ này thôi. Với bé ba của tao. Mày thông minh quá. Mày nhắm một ngày mày vẽ được mấy trăm tấm. Đó là tao chưa kể 10 lần mày vẽ là 10 tấm hình khác nhau. Ờ ha. Một ngày tao vẽ được có 1 tấm mà. Vẽ 100 tấm như vậy là tao mất hết 100 ngày. Chết rồi. Có cách nào mà giúp tao không? Đương nhiên là tao có cách rồi. Nhưng tao sẽ không chỉ. Hiệp ba, mày giúp tao đi. Tao không giúp. Sao vậy? Ai biểu mày vẽ hình tuyền tém tao số quắc làm chi? Ờ, để tao vẽ lại. Không, tao đi. Ê, cái gì? Mày đừng có đi mà. Gì vậy? Ngồi xuống. Ê quân sư, mày chỉ tao cách đi. À, được rồi, để quân sư sẽ chỉ cho đệ tử được. Ê, tao chưa có chết nha mày. Mày là quân sư, tao lại mày mà. Nghe tao nói nè. Bây giờ mày chỉ cần vẽ một tấm hình hoàn hảo nhất, giống nhất. Sau đó đem photocopy ra nhiều tấm. Như vậy là xong, không mất thời gian. Ôi da, gì vậy? Hay ta, tại sao tao không nghĩ ra cách này chứ? Tao đã nói với mày rồi, có cái chuyện thằng quỷ này không có giúp bạn bè gì hết trơn. Dán kiểu này hả? Mù đi ngang cũng thấy hình bé ba nữa. Hút hầm cầu. Trời đất ơi, chữa bên chỉ. Trời ơi, cái gì đâu mà ngang dán tùm lum hết trơn vậy? Cứ tưởng là chỉ có mình bé ba thôi. Bé ba của mình là không thể nào đứng chung với cây cột này với mấy cái này. Xong. Mấy cái cột này bây giờ chỉ có mình bé ba đứng thôi. Cài nút áo lại đàng hoàng, ăn mặc hở hang gì nhìn kỳ muốn chết à. Trời ơi,
Tuyền cố tình làm vậy á. Thôi, một nút thôi. Rồi. Để vậy cho thoải mái chứ không ngạt thở. Ừ. Ủa, mà đi đâu sao sửa soạn đẹp vậy? Đẹp không? Đẹp. Gì hả? Ừ. Công việc gì vậy? Đám đàn ông á sẽ chết mê chết mệt với tụi con gái đẹp. Họ sẽ sẵn sàng móc hầu bao đưa tiền cho chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền, chỉ cần mất chút thời gian thôi nhé. Thôi, Tuyền đừng có đi làm mấy công việc thấp hèn đó. Để từ từ rồi tụi mình tìm việc đàng hoàng làm cũng được mà. Tuyền có làm gì đâu mà thấp hèn. Tuyền chỉ xin việc trong nhà hàng làm phục vụ thôi. Tuyền có bán thân đâu mà. Trời ơi, Tuyền nói nhỏ nhỏ thôi. Con Thủy mà nó nghe được, nó nghĩ lung tung nữa. Rồi, coi như là Liên tin Tuyền lần này cũng được. Nhưng mà Liên nói trước, ở mấy cái chỗ đó phức tạp lắm đó. Tuyền phải thận trọng, đừng có ỷ y đó biết chưa. Liên yên tâm đi, không ai ăn hiếp được tôi đâu. Ra đời phải mạnh mẽ hơn biết chưa. Tính sao đi. Ừ. Mà một ngày nào đó Liên sẽ nghĩ lại, rồi Liên đi làm với Tuyền cũng không muộn ha. Thôi bây giờ Tuyền đi xin việc làm đây. Ừ, đi đi. Chúc mọi chuyện tốt đẹp nha. Thành công nha. Ừ. Nhớ cẩn thận đó biết không? Mấy chỗ đó phức tạp lắm đó. Ôi, ôi. Ê, xe hôm không? Đi đâu à? Đi đâu tôi chở. Hả? Đi, lên xe tôi không biết chở tôi cho. Đi đâu ông chở? Thì ông đi đâu tôi chở. Bộ ông quen với tôi hả? Trời ơi. Hứa. Trời ơi trời. Đồng Hương. Không, tôi Đồng Tháp. Đó, tôi dân miền Tây mà. Ông ở đâu? Dạ, Bạc Liêu. À, Bạc Liêu phải không? Ờ. Vậy ông có bà con gì với công tử Bạc Liêu không? Công tử Bạc Liêu đâu chạy xe ôm. Công nhận nha, gặp người quen anh mừng dễ sợ luôn á. Sài Gòn công nhận bự thiệt nha. Kiếm một người quen đổ con mắt luôn á. Đúng rồi, Sài Gòn là dân tứ xứ, về đây lập nghiệp, kiếm người quen khó lắm. Em lên Sài Gòn này lâu chưa? Có vợ con gì chưa? À, thiệt là em lên 6 năm rồi, có một vợ, hai con à. Trời, mày còn nhỏ xíu vậy mà mày một vợ, hai con rồi hả? Trời, vậy mà nhỏ hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 28 tuổi, còn anh nhiêu? Anh 25, nhỏ ngày em 3 tuổi à. Trời. Thôi giờ đổi cách xưng hô lại nha. Bây giờ kêu bằng, ở đây kêu bên này bằng anh nha. Ôi trời ơi, cứ dân miền Tây nhau gọi là ông tôi đi. Ông với tôi, vợ ông làm gì? Ờ, không phải tự khen chứ, vợ tôi giỏi lắm rồi nha. Giỏi hả? À, vậy chắc là vợ ông chạy xe ôm giống ông đúng không? Không. Chứ vợ ông làm gì? Trời ơi, bác xôi ở bệnh viện á. À, ăn xôi cho đã luôn. Khi nào mưa là về hai chồng ăn xôi suốt luôn. Anh khoái nói đùa quá. Ủa, còn hai đứa con của ông? Dạ, đi bán vé số. Chà, bán vé số chắc không có học hành gì đâu ha. Ai nói không học, đi bán buổi sáng, ban đêm đi học. Có lớp ban đêm nữa hả? Có, lớp học tình thương. À, ông ngon lành nha. Dạ. Ông coi vậy mà sướng ghê luôn ha. Thôi, tôi đi làm việc của tôi. Ủa, ông làm cho công ty quảng cáo hả? À, đâu có. À, cái này là hình bốn người bạn của tôi. Bốn cô này á lên Sài Gòn trước tôi một bữa đó. À, tôi lên sau. Bây giờ tôi muốn tìm gặp bốn cô này nè, mà không biết tìm ở đâu. À, cho nên á tôi mới vẽ ra bốn cái hình này nè. Ông vẽ? Ờ. Trời ơi, nhìn mặt ông xấu quắc, sao vẽ hình đẹp vậy? Mặt tôi xấu nhưng mà có quà tay lắm. Vậy nha. Ê, hả? Không ấy bây giờ ông cho tôi dán tấm hình này trên xe của ông được không? Ờ, không có được. Trời ơi, dán lên đây tôi chạy cái nó bay. Thứ hai mà dán vô rồi chứ xe sai quy cách công an nó bắt. Ờ vậy hả? Giờ tôi không biết dán đâu giờ nữa. À đúng rồi, gần đây nè có tụ điểm ca nhạc kìa. Ở trên băng rôn á người ta dán hình ca sĩ á. Ông dán cái tài này nè ở dưới. Ông có quen với ông chủ tụ điểm ca nhạc không? Không. Thôi chà, dán kiểu đó người ta la chết, không có được đâu. Thôi để tôi tự đi tìm chỗ khác tôi dán vậy ha. Ông dễ thương ghê ha. Ông cho tôi biết ông tên gì đi. Để mai mốt tôi nhờ ông chở tôi đi. Tôi Tèo, Tèo xe ôm. Tèo. Ông tên gì? Đực. Cái gì? Đực. Trời ơi, thì tôi với ông là Đực rồi, tôi biết rồi. Không, tôi tên Đực. Tèo với Đực ở Sài Gòn không có đụng hàng. Ừ, tôi đi nghe.
Không biết anh Vũ thích cái màu nào đi chứ. Phải chi mà có Cẩm Tú ở đây, thế nào nó cũng biết ba nó thích màu nào à. Mình muốn tạo cho anh Vũ một bất ngờ mà. Dạ, em chào chị ạ. Em có thể giúp gì được cho chị ạ? Chị muốn mua một cái áo cho chồng của chị, mà chị cũng không biết lựa màu nào nữa. À, em xin lỗi, đây là đồ nữ, còn đồ nam bên kia. Qua bên kia. Chị tính chọn kiểu áo như thế nào ạ? Áo sơ mi đi em. Dạ, chị lựa đi ạ. Hoa lá là màu sắc, là màu của thiên nhiên ạ. Đem lại sự năng động và thanh lịch hơn ạ. Mà đàn ông bây giờ người ta thích sự sáng tạo và trẻ trung ạ. Em nghĩ cái áo này là thích hợp cho chồng chị ạ. Cái này cũng được đó, chị lấy cái này. Dạ, chị đưa đây em cầm em cho. Ơi, em có hộp quà nào đẹp em gói lại giùm chị nha. Dạ, rồi chị, em mời chị ra đây ạ. Dạ, chị có cần gửi thiệp cho chồng chị không ạ? Thôi khỏi đi em. Dạ. Làm ơn đừng có theo tôi nữa. Chị ơi, chị có sao mà? Làm ơn đừng có theo tôi nữa mà. Chị, đừng có theo tôi nữa mà. Đi đi, ơi, làm ơn đi giùm đi. Còn của ai ngồi đó vậy? Đi, làm ơn đi đừng có theo tôi nữa mà. Đi. Đâu có ai đâu chị, đâu có đứa bé nào đâu ạ. Sao vậy chị ba? Đau bụng quá. Hả? Trời ơi, không biết ăn gì đau bụng quá. Chị đi đi. Mày làm gì em? Mày xích ra coi. Chị em tránh cho chị đi đó. Bê ba, em bị sao vậy? Chị Liên, hôm qua em đâu có ăn gì đâu. Hôm nay em đau có, bụng. Có, hôm qua quá. Chị có ăn. Tao ăn hồi nào? Chị, em ăn hồi nào chị? Trời, ăn gì đâu. Hôm qua chị em ăn á hả, có một ổ bánh mì à, hai trứng hộp vịt lộn, gọi một ly nước mía, chai nước ngọt, với lại hai gói xôi nữa. Sao mày, con gói rưỡi à mày? Tao ăn gói rưỡi, còn nửa gói mày ăn không hết, mày đưa tao ăn á. Thấy không chị, em đâu ăn gì đâu đúng không? Đánh ra, để đi đi đây. Trời ơi, con bé ba này tham ăn tham uống chi cho khổ vậy không biết. Thủy. Dạ. Lại đây với chị. Ngồi xuống đây. Nè, em đọc báo tìm việc đi. Chị ơi. Ừ? Trong này có quá trời việc làm luôn, em đâu biết chọn công việc nào đâu. Nè, chị chỉ nè. Thì em cứ đọc hết đi, rồi em thấy công việc nào phù hợp em khoanh tròn nó lại. Mình khoanh càng nhiều càng tốt. Xong rồi lát nữa mình đọc lại những cái mình khoanh tròn, coi việc nào tốt nhất mình sẽ tới đó mình xin việc. Công nhận nha. Chị á, lúc nào cũng điềm tĩnh, giải quyết công việc một cách sáng suốt hết trơn á. Chị à, em hâm mộ chị quá. Trời. Nè, nhìn thấy gì chưa cô? Mũi tôi to phồng lên rồi nè. Cô mà nói nữa một lát nó nổ là cô chịu trách nhiệm nghe chưa. Thì thiệt vậy mà. Hồi xưa á, nếu mà không có chị thì em không biết làm sao luôn á. Chị là ân nhân cứu mạng của em đó. Ủa, vậy sao tôi không nhớ vậy ta? Em á, cứ nhắc chuyện cũ hoài à. Chị đã nói rồi, chị em mình là chị em tốt, nên chuyện yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống là chuyện bình thường. Em đừng có suy nghĩ nữa, biết không? Chị là người chị tốt nhất của em đó. Đừng có nịnh chị nữa. Đêm đêm hửi mùi hương. Gì vậy ta? Gì mà ôm nhau khóc lóc sướt mướt vậy, nhớt nhẹp.
Mẹ em bị sao vậy? Có cần chị đưa dầu sức không? Đâu sao đâu, em giải quyết hết trơn rồi. Ủa chị ba, vậy? Chị bị tiêu hao năng lượng vậy mà chị cũng hát được nữa hả chị ba? Nhầm nhò gì mày. Ê chị Liêm nói nghe nè, ở bên dì Sáu á có nguyên vàng karaoke luôn. Hồi bữa em hát thử cho dì nghe, trời dì khen em quá trời luôn. Dì nói hả, bữa nào em rảnh á em qua em hát tiếp. Thôi bữa nay em rảnh nè, em đi qua em hát tiếp nha. Ê hả? quay lại đây, ngồi xuống đây. Gì vậy? Đọc báo tìm việc với chị Dương Thủy, nhanh lên. Thôi em nói với chị á, là em á là để cho công việc nó tới tìm em. Em không có hề mà em đi tìm công việc. Trời ơi. Vậy nói cho chị nghe coi, cái công việc nào mà nó gan quá vậy, nó dám đi tìm em hả? Em trịnh trọng nói cho hai người biết nha, em sẽ là ca sĩ. Ca sĩ? Ờ, em á ha, em sẽ là ca sĩ. Khi mà ha, em thành ca sĩ nổi tiếng rồi, em sẽ dắt mọi người đi. Đi đâu? Kỳ ta, em bị đau bụng rồi, lát ra kể tiếp nha, chờ một chút nha. Em tính dắt mọi người đi đâu hả bé ba? Mời vô. Dạ chào sếp ạ. Sếp ký giùm em chứng từ này ạ. À, hôm nay sếp mới mua áo mới nha. Sếp mặc áo này chắc đẹp lắm đó. Của con gái tôi mua tặng đó. Wow, cô bé thật là có mắt thẩm mỹ. À, sếp mà mặc áo này hả nha, vừa sang vừa đẹp, trẻ thêm vài tuổi nữa đó. Cảm ơn cô. Sếp vừa đẹp trai vừa hiền lành, sao lại có bà vợ dữ dằn như vậy ta? Cô có chuyện gì muốn nói với tôi à? À dạ, dạ không có gì. Dạ em xin phép ra ngoài làm việc tiếp. À. Áo đẹp lắm con gái. Bà cảm ơn con nhiều nha. Mình sẽ không thua kém bất cứ cô gái nào. Đám đàn ông kia phải phục tùng dưới chân mình. Cứ chờ đi. Nè, cô kia, đi đâu vậy? Đứng lại. Đi đâu đây? Xin việc. Lại một con nai vàng ngơ ngác lạc giữa rừng dao găm. Tôi muốn gặp ông chủ của anh. Cô tưởng mình là ai mà làm phách quá vậy? Không có ông chủ ở đây. Bây giờ anh có cho tôi gặp ông chủ của anh không? Có, không ở đây đâu mà gặp. Mày làm khó dễ người ta như vậy. Tôi sẽ đưa cô đi gặp ông chủ của tôi. Cái này á là con cáo già trong rừng dâu găm thì có. Chào anh. Ây da, đồ quỷ, ngày nào cũng vỗ mông là sao mày? Vô đi. Dạ thưa ông chủ, có cô gái này muốn xin vô làm tiếp viên. Ờ, được rồi. Dạ. Cô ngồi đi.
tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Đã làm việc tiếp viên lần nào chưa? Anh hỏi nhiều quá, tôi biết trả lời cái gì. Thì cô thấy câu nào dễ, cô trả lời trước. Em tên Tuyền, quê ở miền Tây, 22 tuổi. Thanh Tuyền, Mộng Tuyền, Sơn Tuyền. Còn cô là cái gì Tuyền? Gọi em là Tuyền Tém. Trời, Tuyền Tém. Ừ. Tên ấn tượng đó. Được rồi, tôi sẽ gọi cô là Tuyền Tém. Lần đầu tiên em mới đi làm, mong anh chỉ dạy thêm. Được, anh sẽ chỉ dạy cho em đến nơi đến chốn luôn. Em cảm ơn anh. Em có một nét đẹp sắc sảo, em có một giọng nói ngang ngang nhưng mà dễ thương, có thể làm điên đảo người khác đó. Hôm nay em có thể bắt đầu công việc được chưa? Không thành vấn đề. Alo, em lên gặp anh nha. Dạ. Em uống nước đi. Anh. Gọi em có gì không? Có chứ. Giới thiệu với em, đây là Tuyền Tém, là nhân viên mới. Anh đã chấp nhận cho cô ấy làm việc ở đây. Bây giờ em hãy cho cô ấy thay đồ, nhớ lựa bộ đồ thật là lộng lẫy nha, rồi hướng dẫn cho cô làm việc. Em hiểu rồi, cô theo tôi. Anh ơi. Cái gì? Dạ, cho em hỏi thăm đường nào về nhà trọ. Ở đây biết bao nhiêu nhà trọ, ông hỏi vậy biết đường nào mà chỉ. Cái nhà trọ mà ở trước nó có cổng bằng sắt đó. Ở đây biết bao nhiêu nhà trọ có cổng bằng sắt mà ông hỏi vậy biết đường nào mà chỉ ông. Khoan. Anh có biết bốn cô gái này không? Mấy cái này ông hỏi mấy đứa con nít coi hoạt hình á, nó biết á. Khùng, điên ba trời gì đâu không. Chết rồi. Hiệp ơi Hiệp, mày đang ở đâu vậy? Biết đường nào về nhà đây. Em chào chị. Chào chị. Đóng cửa lại mày. Bộ lên đây, ra trình diện giám chủ. Lụm đi, lụm lên. Chị, nhìn kìa, coi bộ cũng bốc lửa dữ ha. Mày im đi, tránh vào một bên. Nè, lần sau mà muốn thay đồ á thì vô phòng đàng hoàng mà thay. Nhập gia thì phải tùy tục. Ở đây không ai mà thay đồ trước mặt mọi người hết á. Có nghe tao nói gì không? Mày điếc hả?
Tao không có điên đâu mà thay đồ trước mặt tụi mày. Mày trả treo. Thôi mà chị, thôi mà, trách nó làm gì, đánh nó làm gì chị ơi. Mày á, liệu hồn với tao còn quỷ cái. Tụi bay nữa, trang điểm xong ra tiếp khách. Dạ. Dạ. Em hả? Nè, em chuẩn bị cho anh một bữa đại tiệc nha. Toàn là khách VIP không đó. Đúng rồi, thức ăn phải là đặc sản không, còn thức uống thì rượu thượng hạng. Nè, đặc biệt là em phải thiết kế một buổi trình diễn thời trang do mấy tiếp viên chân dài không nha. À, em nào mà được khách VIP chọn là người đẹp sơn dương thì sẽ nhận được một chiếc nhẫn kim cương đó. À, rồi, lo cho anh nghe. À, ok em. Vô đi. Em chào anh. Nè, Thủy hả? Ừ. Em đọc đi, coi công việc nào phù hợp với em rồi nói gì. Nhà hàng con thằng lằn cần tuyển. Em đọc cái tên là em thấy không có được rồi chị. Đâu để em coi tiếp coi. Tuyển nhân viên làm lễ tân. Ờ, giỏi tiếng Anh. Biết giao tiếp. Cao 1m65 trở lên. Rồi, xong luôn. Xong rồi. Sao? Nó cao có 1m57 à. Cái này không được rồi chị. Mới đọc thôi chị thấy em đọc sai rồi. Sao không đọc mấy cái chỗ mà chị khoanh tròn? Nè, tuyển nhân viên bán hàng, tuyển nhân viên phụ quán cà phê, tuyển nhân viên may mặc xuất khẩu. Em đọc mấy cái khoanh tròn nè. Em phù hợp với công việc nào thì nói chị. Chị, bộ không còn công việc nào nhàn hạ hơn hết hả chị? Thôi. Dạ. Qua đây, tao có công việc nhà hạ cho mày làm nè. Có hả chị ba? Có luôn. Gì vậy chị ba? Tao á sẽ làm ca sĩ, cho nên tao cần một người đi với tao. À, em đi theo chị ba. Xong rồi em cầm lon cho chị ba hát. Mày tưởng tao làm ăn mày hả mày? Chứ gì, tao hát chính, còn mày đi theo mày hát bè cho tao. Chịu không? Không. Không chịu hả? Không. Thiệt không? Thiệt. Về quán con thằng lằn của mày làm đi ha. Thôi, em đi theo chị ba em làm nha. Lật lọng hả? À, đi theo phải không? Nhưng mà làm cái này á là phải tập luyện đồ dữ dội lắm á nha. Chịu tập không? Dạ chịu. Rồi, làm theo tao nha. Rồi, xuống tấn. Hi. Hít vô. Hít sâu chưa? Dạ sâu rồi. Rồi bây giờ thở ra. Mày biết cái này gọi là cái gì không? Dạ không. Cái này gọi là khí tụ đan điền, hiểu chưa? Mỏi chân quá chị ba. Ráng lên. Trời, cái tướng gì kỳ vậy? Tao nhìn cái tướng mày tao chán thiệt á nha. À, tao biết rồi. Tại vì mày chưa có được đã thông kinh mạch. Đã gì? Tôi qua. Mày biết này là gì không? Hai ngón tay. Mày có muốn tao sử dụng hai ngón tay này không? Làm cái gì? Psh, 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 psh. Chị psh. Chị ba làm cái gì á? Nãy giờ em làm gì vậy? Em nói chị nghe coi. Em đang chỉ cho nó vận khí đan điền. Vậy mà nãy giờ chị tưởng em luyện công để đi hành hiệp chứ. Ôi, một công hai chuyện chứ bộ. Nè cô, muốn làm ca sĩ á thì người ta phải tập lấy hơi bụng nè. Tập lấy hơi bụng là gì? Tập lấy hơi bụng á, khi mình hít vào thì toàn bộ lượng khí của mình á phải đẩy xuống phần bụng.
Lúc đó thì ngực của mình cũng phình ra một chút, và bụng của mình cũng vậy. Sau đó khi mình thở ra thì toàn bộ lượng khí của mình sẽ được tống ra ngoài. Lúc đó bụng của mình nhỏ xuống và ngực của mình cũng nhỏ lại. Cái đó người ta gọi là vận khí đan điền đó cô. Trời, hay quá à. Thôi em thấy không được đâu. Nè em nói chị nghe nè, lúc nãy em hít vô vậy nè, đó chị thấy không, cái bụng nó bự chành bành nè, nhìn thấy ghê lắm, em không thôi chịu đâu. Xích ra. Chị Liên. Sao? Trời, sao chị giỏi quá vậy? Cái gì chị cũng biết hết á. Hay là em gọi chị là sư phụ nha. Thôi đi, sư phụ gì. Tại vì đọc sách nhiều, chị tình cờ đọc được, chị thấy cũng hay, nên là thuộc phương pháp luôn. Em là em biết chị là con mọt sách rồi, nhưng mà em cứ nghĩ là em hiểu biết nhiều rồi. Em đâu có ngờ chị còn hiểu biết nhiều hơn em nữa. Ừ, hình như chị nhớ trong đó nó có ghi là ừ, khi mà mình luyện giọng á thì mình phải mở rộng khoang miệng mình ra, thì lúc đó cái lượng khí trong bụng nó phối hợp với lại cái lượng khí trong khoang miệng thì tiếng của mình sẽ vang thêm hơn. Với lại hình như là mình phải lên giọng bằng dây thanh quản thì tiếng mình mới không bị khàn. Ủa, chị Liên cũng định đi hát nữa hả? Đúng rồi. Thôi, chị không dám có ước mơ vĩ đại như bé Ba đâu. Ước mơ của chị ha, chị chỉ cần làm một công việc gì đó có ý nghĩa cho bản thân và xã hội thôi. Em thấy chị làm ca sĩ được mà. Làm ca sĩ mà ý nghĩa gì? Thì chị hát thôi, chị khỏi lãnh lương. Trời làm từ thiện. Hay quá hả, hay quá hả. Đâu, hai đứa tập coi. Tập tiếp đi, đã thông kinh mạch rồi. Xuống tấn. Giờ làm nữa. Thôi thôi, em theo chị đi. Em theo chị vô đây. Để cho con bé Ba em tập đi, một đi mình, làm đi. Mình đi. Với cái ước mơ ca sĩ làm nhớ con nha, của chị đi. Nhớ nha, con này. Thôi 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 thôi, bây giờ chị với Thủy sẽ là một phe, tụi chị đi kiếm việc làm lương thiện. Ngày mai xách cái lon ra chợ nha chị. Cậu mua gì? Dạ không có mua. Vậy cậu vô đây làm chi vậy? Dạ xin thím cho con dán tấm hình để tìm người thân à. Ở đây chỗ mua bán không có dán gì được hết trơn á. Nè nè nè, dễ thương không? Dễ thương là của cậu, ở đây mua bán à. Dẹp đi. Dạ thôi cảm ơn thím. Chết rồi, ổng cho dán không lẽ đem về nhà dán trời. Ổng con hiệp đây sao mình biết đường về nhà. À thím thím, thím làm ơn chỉ con đường về nhà trọ của con được không? Nhà trọ ở chỗ nào, tên gì? Con không biết. Không biết sao tôi biết? À, cái nhà trọ của con có cửa sắt. Ờ, cửa sắt. Dạ. Ở thành phố này biết bao nhiêu cái cửa sắt. Thím thím, thím biết thằng Hiệp không? Hiệp nào? Thằng Hiệp bạn con quê Đồng Tháp đó. Tôi dân thành phố Đồng Tháp xa lắc xa lơ, làm sao tôi biết thằng Hiệp nào mà chỉ cho cậu? Không, thằng Hiệp đã dặn con á, khi nào đi lạc á gọi điện thoại cho nó. Hả? Điện thoại của thím gọi được không vậy? Điện thoại gọi không được, để đây làm gì? Nè. Hả? Mà gọi là tính tiền đó nghe. Ở thành phố của thím cái gì cũng tính tiền hết trơn vậy. Ở dưới Đồng Tháp của con không có vụ này đâu nha. Giúp được ai là giúp hết mình luôn á. Vậy cậu về dưới mà gọi đi. Trời ơi, ở dưới con mới lên đây, giờ kêu con chòi đầu về dưới tốn tiền lắm. Cái này tính tiền sao thím? 5 phút là 25 ngàn. 5 phút 25 ngàn? Sao mắc quá vậy? 5 phút 25 ngàn. 5 phút 25 ngàn. Vậy là 1 phút 5 ngàn. Đúng rồi. Con gọi 30 giây. Vậy là 2 ngàn rưỡi, đúng không thím? Nè, thím gọi con đi. Số điện thoại gì mà kỳ vậy? Gì đâu mà kỳ. Nè nè thím thím, thím gặp 4 cô gái này nè, là thím gọi cái số điện thoại này cho con. Là thím sẽ được hậu tạ. Quà nhiều lắm á. Đây đây đây, để con nghe cho. Thím bấm đi cho nó nhanh. Rồi. Ủa sao không ai nghe chân vậy? Trời, nó reng người ta alo mới nghe được chứ. Mà lẹ nha, 31 giây là tính 1 phút đó. Dạ dạ dạ. Hả? 3-4 giây tính tiền phút hả? Ừ. Sao thím chặt quá vậy? Thì bơi lại lên rồi bơi. 3-4 giây tính tiền 1 phút nữa.
Alo, Hiệp hả? Tao làm được nè. Tính coi nhiêu giây à? 29 giây. Hay không, hay không? Canh hay không? 2.500 đây nè. Đó, tiếp. Rồi. Ủa, mà con gọi vừa nói gì vậy? Kêu nó tới rước con. Tôi có nghe con nói gì đâu mà rước. Yên tâm đi, nó thông minh lắm. Bộ con không có nói hả? Cậu có nói gì đâu, Hiệp hả? Cứ mấy cái cọp. Trời đất ơi, sao nó biết đường tới đây? Trời ơi, không lẽ tốn 2.500 nữa. Alo, ai đầu dây vậy? Gọi cuộc nữa. Hả? Lộn số rồi, ở đây không có được cái gì hết trơn á. Ê, thằng Hiệp, đó. Con là thằng Đực nè, nó kiếm con đó. Đưa đây, Mà đây. Mà nghe tôi cũng tính tiền như gọi đó nghe. Bi nhiêu thì bi. Alo, Hiệp hả, tao thằng Đực nè. À, nói lẹ nha. 31 giây bà tính 1 phút đó. Linh Chi nói em thay đồ lên trình diện ông chủ. Không biết em có đủ tiêu chuẩn để làm việc ở nhà hàng của ông chủ không? Nè, đừng có gọi anh bằng ông chủ, nghe nó không có thân thiết tí nào hết trơn à. Lại đây. Dạ. Ngồi đây với anh. Em có biết là em đã vượt quá tiêu chuẩn của anh đòi hỏi không? Và em có biết rằng em có vóc dáng của một người mẫu chuyên nghiệp không? Em cảm ơn anh. Anh báo cho em một tin mừng. Đêm nay nhà hàng Sơn Dương sẽ tổ chức một buổi thi sắc đẹp để đoạt danh hiệu là người đẹp Sơn Dương. Mà anh tin chắc rằng em xứng đáng được nhận danh hiệu đó. Nhưng mà nè, nếu mà đạt được danh hiệu này, em sẽ được một chiếc nhẫn kim cương. Và anh muốn rằng em phải được. Em không dám tham gia cuộc thi. Em sợ em không đủ tiêu chuẩn của mấy anh. Sao lại nói vậy? Em đẹp lắm. Anh tin chắc rằng người đẹp Sơn Dương chính là em. Anh. Em mất cỡ quá. Chờ anh chút nghe. Người ta nói Sài Gòn không phải là thiên đường của mọi người, nhưng riêng tôi, Sài Gòn chính là thiên đường của tôi. Em suy nghĩ chuyện gì vậy? Em suy nghĩ. Em hồi hộp khi nghĩ về cuộc thi. Vậy hả? Chúc mừng em gia nhập đại gia đình Sơn Dương. Anh nghĩ là với trang phục này rất hợp với phong cách của em. Anh nghĩ em không cần phải thay đổi gì nữa. Vậy hả anh? Anh tránh ra coi. Dạ. Nhanh đi, chậm như rùa. Anh. Em đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Xong hết rồi hả? Dạ xong rồi. Mấy giờ khách đến? Còn sớm mà. À nè, em hãy chuẩn bị cho Tuyền tham dự cuộc thi tối nay nha. Anh nói cái gì? Nó mới vào làm việc, có biết cái gì đâu mà thi hả anh? Em nghĩ cuộc thi này không cần có nó tham gia đâu. Anh. Anh suy nghĩ lại. Nhưng anh muốn cô Tuyền tham gia cuộc thi đêm nay. Dạ, em hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn lên. Em đi đi. Sao không đi mà còn đứng đó? Chị làm em sợ quá.
Yên tâm, có anh. Áo tôi đẹp mà tôi bỏ váy này sao vậy nè? Trời ơi. Thôi, trật tự. Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị cho cuộc thi tối nay đi. Coi lại mấy cái dáng đi á, uyển chuyển cho đẹp chút xíu, nghe không? Dạ. Cái bà này nữa nè. Dạ. Hai đứa nữa. Dạ. Chị, có dáng em nè. Hết bụng. Trời ơi. Thôi đi bà. Đây phải là đêm của tôi. Xuống đi bà ơi. Nhìn nè. Thấy chưa? Trời ơi, tới tôi. Chỉ được cái cao thôi chứ đâu có đẹp bằng tôi. Bà ơi, bà đi xuống đi. Bà xuống đi. Tập đi. Lo đi điệu không mà. Sao đẹp bằng tôi? Dễ nhất rồi đó. Không. Ghê tởm à. Mày tưởng mày là ai chứ? Tính qua mặt tụi này cũng muốn chết hả? Chưa thấy mặt này chưa đứng lại hả? Ở đây đâu có chỗ của mày đâu. Tụi mày đi 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 đi. Là ai chứ? Tính qua mặt tụi này cũng muốn chết hả? Chưa thấy mặt này chưa đứng lại hả? Ở đây đâu có chỗ của mày đâu. Tụi mày đi 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 đi. Đó, đi qua mặt kệ mày với coi. Tao muốn mày không tham gia cuộc thi tối nay. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, về quê mà đâu tham gia. Cưng ơi, cưng ơi. Này, nếu là chuyện của mày, tao muốn là chuyện của tao. Trời ơi. Ở đây tao là quản lý. Suy nghĩ lại đi con. Tao nói tụi bay phải nghe. Đứa nào dám cãi lệnh tao, tao tát bể mặt. Nghe chưa mày? Mày nói gì? Mày nói mày là quản lý ở đây hả? Chứ còn gì nữa. Tao sợ mày đâu. Giờ mày mới biết hả? Con đánh đâu không vậy? Quản lý vậy không? Đánh đâu? Đánh đâu? Đánh đâu vậy? Có chừng mày như mày. Biết đây là ai mày hả? Có chừng tao nghe chưa? Ở đây á, tao nói đứa nào cũng nghe hết, không dám cãi tao một lời. Chính xác luôn. Mày mới vô làm mà muốn làm trời làm đất rồi. Đúng rồi, mới vô làm mà mày có làm cái ai hả? Giờ mày muốn sao? Mày nhớ đó, hôm nay mày đánh tao một cái, mai sau mày sẽ đền cho tao 10 cái. Một món quà bất ngờ cho mày đấy. Tao thấy cái đầm này nó hợp với mày lắm đó. Đẹp quá ha. Mặc đi con chó. Quê. Mặc đi. Chị Linh Chi. Mặc đi cưng. Đẹp lắm đó. Tối nay á thì mày phải mặc cái đầm này. Mà trong cái tướng mày á, mặc cái đầm này hả, trông giống như một con bò. Cái lợi chính cổng ra tường này á hả? Về nhà làm con ngoan đi mày. Đúng rồi. Trời ơi, nhìn cái mặt nhà quê nó nè. Trời ơi, bận cái này phù hợp với nó ghê vậy đó. Chị, cái mặt nó tội nghiệp ớn không à? Mau á, cởi trả cái áo đồng trong người ra. Trả cho tao. Trả cho chị hai đi mày. Trả đi. Mặt dày. Còn tụi bay nữa. Dạ. Chuẩn bị lên chạy chương trình đi. Dạ. Chạy chương trình nhanh lên. Để đi lẹ lên tụi bay. Còn chưa chịu cởi nữa. Thay áo nhanh nha. Muốn chống đối tao hả? Còn lâu. Tôi muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vũ khí của anh là thái độ lạnh nhạt này? Chúng ta không thể nói chuyện với nhau bình thường được hay sao vậy? Uống nước đi. Tôi luôn mong muốn đời sống tình cảm của tôi được bình thường. Hai chữ bình thường, nó sẽ được hiểu theo nghĩa riêng của nó. Cô là phụ nữ thông minh, tôi xin cô đừng bắt bẻ tôi như vậy. Thật sự tôi chưa thấy ai cố chấp giống như anh. Chẳng lẽ anh không thể quên được quá khứ của chúng ta? Không phải là quên hay nhớ, mà thật sự tôi không có cảm xúc.
Anh lấy tôi mà anh còn ấm ức lắm chứ gì. Mà nè, nếu như anh đã yêu con Thùy như vậy, tại sao còn nghe lời má anh lấy tôi để làm gì? Cô đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục mẹ của tôi, làm cho mẹ của tôi không chấp nhận Thùy và bắt tôi phải cưới cô. Tôi đã nói với cô trước khi ngày cưới kìa, mối hận này không bao giờ tôi quên được đâu. Nếu như anh còn kết con nhỏ đó thì anh cứ ly dị với tôi đi. Nè, chẳng qua là má anh ham tài sản của nhà tôi, cô... cho nên muốn anh nhào vô để hưởng sái thôi, chứ chẳng có tốt lành gì đâu. Tôi cấm cô xúc phạm tâm hồn của mẹ tôi. Cô nhớ những gì hôm nay cô nói đó. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cô. Chúng ta ly dị đi. Tôi thách anh bước chân ra khỏi cái nhà của tôi đó. Tôi nói cho anh biết, còn cái giọt máu này của anh đó, tôi sẽ bỏ nó ngay lập tức. Cô... Tôi biết cuộc hôn nhân của chúng ta đã đi vào ngõ cụt. Nếu như không vì Cẩm Tú, tôi cũng chẳng muốn thấy mặt anh. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải sống bên cạnh một khối đá vô tri. Và tự nhiên mình trở thành một diễn viên bất đắc dĩ cho một vở bi hài kịch của gia đình này. Nè, chúng ta đã sinh ra Cẩm Tú, vậy thì hãy vì con cho nó trọn vẹn đi. Thôi được, như vậy thì chúng ta sẽ sống vì con. Ba má tôi đã định cư ở nước ngoài, tôi sẽ dọn về biệt thự của ba má tôi để ở. Anh có cùng tôi và con dọn sang bên đó ở không? Tôi sẽ không qua đó đâu, tôi sẽ ở lại ngôi nhà của chúng ta. Tùy anh thôi, nhưng tôi báo cho anh biết, Cẩm Tú sẽ ở cùng với tôi. Quyết định như vậy đi. Em biết Hiệp không? À, biết. À, vậy hả? À, anh biết Hiệp không anh? À, không. À, cảm ơn. Ông đi đâu đây? Thằng bạn tôi nó hẹn ra chở tôi về mà không biết nó đứng đâu nữa. Ủa, về nhà trọ hả? Ở gần lắm, để tôi chỉ ông về. Ông biết nhà trọ tôi ở đâu hả? Biết, làm nghề của tôi phải quan sát chứ. Có phải sáng sớm ông bước ra từ nhà trọ cũng năm đúng không? Ừ. Trời đất ơi, ông đừng có nói ông rình tôi nha. Thôi đi ông nội, ai đi rình ông? Tôi ở trọ gần chỗ đó. Vậy hả? Nè, tôi chỉ ông nha. Hướng này nè, đi bộ đi, về gần lắm nha. Đi bộ tốn tiền điện thoại lắm. Thôi vậy thôi, tiện thể tôi về, tôi chở ông về luôn. Không được đâu ông ơi, bạn tôi ra đây không thấy tôi thì sao? Trời ơi, bạn ông đọc phát con nít. Nếu mà ra đây không thấy ông thì có nghĩa ông đi về rồi. Hiểu chưa? Sau từng ngày của con trôi qua một cách đau khổ quá, con không có được một ngày nào sống trong thoải mái. Con phải làm sao đây? Con phải làm sao mới có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình được? A Di Đà Phật, xin giúp con sớm tìm gặp lại đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm qua. Trời, con nhận ra cô rồi. Cô nhớ con không? Mâm trái cây á. Cô nhớ con rồi. Con tên là Tẹo. Không ngờ con với cô có duyên quá ha. Gặp nhau trong chùa không à? Ủa, hôm nay con không dâng trái cây cúng Phật nữa hả? Con cúng rồi. Hôm trước con có mua trái cây để cúng không? Tiền cô á hả? Con cúng chùa luôn rồi. Con đó.
Vậy bữa nay con tới đây cầu gì để cúng trái cây? Hôm nay á, con cúng con cầu chuyện riêng cho con á. Chuyện riêng của con là chuyện gì? Tình duyên. Hả? Tình duyên? Dạ. Con thích Amire lắm á cô. Con muốn qua Hàn Quốc gặp ảnh lắm á. Ủa, rồi con gặp ảnh, rồi con nói gì? Con rủ anh về ở đội chung với con, để anh có thể ở gần bên con, dạy con nhảy á. Chứ giờ con không biết nhảy gì hết trơn á. Nhưng mà nếu anh không chịu thì cũng thôi, con không có ép. Bởi vì con người mà, phải biết chấp nhận thực tế phũ phàng chứ, phải không cô? Con biết mà, không sao hết đó. Chào các bạn, cuộc thi chính thức được bắt đầu. Rồi, mời. Cảm ơn nghe. Rồi, đây, cảm ơn các anh đã đến nghe. Rồi, mời. Đây, mời các bạn. Dạ, đem lớp rượu cho anh. Uống đi chơi. Dạ, em mời ạ. Lâu quá vậy ông chủ. Em mời anh. Mới bắt đầu. Có liền bây giờ. Bắt đầu đi các em ơi. Nào, vô. Nhà hàng Sơn Dương xin hân hoan chào đón tất cả quý khách đang có mặt trong buổi tối đêm nay. Đêm hội tụ 10 cô gái xinh đẹp đến từ những vùng đất xa xôi xin phép được bắt đầu khai mạc. Danh hiệu người đẹp Sơn Dương sẽ thuộc về ai? Ai sẽ là người được bình chọn trong buổi tối đêm nay? Trước khi chúng ta chiêm ngưỡng phần trình diễn của 10 cô gái xinh đẹp, xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Người tình mùa đông qua giọng hát của nữ ca sĩ Dạ Thảo. Dạ Thảo xin kính chào quý khách.